Bạn có sao xuất ngoại đi Mỹ hay không? Clip này chỉ là một câu chuyện phiếm của bản thân mình. Vào một ngày chủ nhật mùa đông ở Mỹ, trời lạnh giá, ngồi trước bàn phím máy tính bên ly sô cô la nóng, kể chuyện cho các bạn nghe hành trình mình đi Mỹ. Có những điềm báo vui vui liên quan tới tâm linh, tử vi, thần số học và cả bài tarot nữa. Mình nói trước là mình không phải thầy bà coi mấy cái đó đâu nha, vì mình có học cũng chẳng thể làm được đâu. Vì mà nếu ai hiểu á thì người phải có căn mới làm thầy bà được. Cộng thêm trong các vlog của mình, nhiều cô chú anh chị yêu cầu mình kể chuyện điềm báo đi Mỹ của mình nhiều ghê luôn. Nên giờ kể chút chút cho cả nhà nghe chơi giải trí nha. Đầu tiên, mình cần phải diễn giải cái từ xuất ngoại theo ý nghĩa cá nhân mình tự nghĩ ra nha. Không biết cả nhà có đồng tình không? Hồi còn nhỏ ở quê á, thì mẹ có hay dẫn đi coi chỉ tay tướng số. Và mỗi dịp Tết gọi là cho vui, kiểu giống như một hoạt động du xuân ngày Tết thôi. Ba ông thầy thì cả ba đều phá chắc nịch rằng á, thằng nhỏ này có tướng xuất ngoại nha. Vào những năm 90 tới năm 2000 á, thì mình cứ nghĩ trong đầu là xuất ngoại là được đi du lịch nước ngoài. Vì lúc đó chuyện đi máy bay ra nước ngoài là cực kỳ hoành tráng và tốn kém. Sau này lớn lên một chút, cưới vợ rồi mới hiểu rõ được là xuất ngoại có nghĩa là đi định cư ở một đất nước khác, là có thêm một quê hương thứ hai, chứ không phải là xách vali đi du lịch dăm ba bữa rồi về. Vì càng về sau này, khoa học xã hội tân tiến, kinh tế toàn cầu phát triển á, vé máy bay là rẻ quá trời luôn. Thì cái chuyện mà sáng xì sụp tô phở ở Sài Gòn, xong trưa mình hít hà tôm dâm ở Thái Lan, hứng thì chiều mình bay qua Singapore ngắm hoàng hôn ở Lucky là chuyện hết sức bình thường như cân đường hộp sữa ở Công Thọ luôn á. Thế cho nên mình lại nuôi thêm một ước mơ là có thêm quê hương thứ hai ở đâu đó trên quả đất tròn tròn bao la rộng lớn này. Nước Mỹ hiện ra ngay trong đầu, bạn có biết sao không? Vì mình bị mê hoặc đắm đuối trong biết bao cuốn băng Thúy Nga Paris By Night. Lúc còn nhỏ xíu, bố mẹ hay mua về coi á. Mấy cô chú ca sĩ hát hay quá trời. Kịch của mấy chú Văn Sơn, Hoài Linh, Chí Tài thì kể về cuộc sống Mỹ. Chú Nguyễn Ngọc Ngạn có kỳ duyên với bao tản văn hay về xứ cờ hoa. Nghe riết cái mình bị thích Mỹ lúc nào không hay. Mặc dù chẳng biết bên đó cuộc sống trộm méo vui buồn là sao. Kệ, được khám phá đến một phương trời mới là thích rồi. Nói thêm là mình tuổi thìn nhưng mà cầm tinh con ngựa. Mê xe dịch khám phá đi đây đó chứ không chịu ngồi yên một chỗ đâu. Nên việc mình thích ra nước ngoài sinh sống ngao du bốn bể là chuyện dễ hiểu mà. Chứ mình năm nay mới 37 tuổi thôi, sinh ra trong thời bình, trẻ măng, có biết gì về cuộc chiến tranh hay là chính trị đâu. Mà có lẽ cũng giống như ba bạn trẻ sau này, tư tưởng cũng giống mình thôi. Mê khám phá và thử thách bản thân ở phương trời mới, làm kinh tế, kiếm tiền nuôi gia đình, sống vui, sống có ích cho xã hội, chứ không quan tâm gì mấy tới cái chuyện đại sự chính trị to lớn kia. Nên mình đi Mỹ chẳng phải vì bất mãn hay theo phe tả hữu gì cả. Lúc mà mình 25-27 tuổi, mình mới ra trường đi làm được vài năm thì mình hay lang thang coi YouTube mấy cái clip nói về đường chỉ tay xuất ngoại đồ, gọi là coi vui vui giải trí lúc rảnh rỗi thôi. Thì người ta bảo là nam tả nữ hữu, coi chỗ cổ tay có hai cái đường kẻ gì đó là có số xuất ngoại. Trời ơi, rồi mình lật bàn tay lên cũng coi, bất ngờ ghê luôn, không có. Nhưng đường chỉ tay nó thay đổi theo năm tháng nha. Điều này có thật và mình đã trải nghiệm. Nó dần dần hiện lên khi gần tới ngày phỏng vấn visa đi Mỹ nè. Và còn chuyện xem thần số học, bài tarot nữa, chắc mình sẽ kể tiếp trong tập tiếp theo chứ. Chưa dài quá rồi, edit clip nó ngán lắm. Cả nhà đón xem nha, khúc sau nó mới ly kỳ nè.